chào các bạn. Hôm nay mừng trước COVID-19 nha. Rồi, let's go. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ dẫn đứa con gái 6 tuổi của mình đi chích COVID-19 ở Mỹ nha. Bây giờ ở bên Mỹ từ 5 tuổi tới 11 tuổi chích thuốc được rồi. Mày đang làm gì đó? Chích thuốc. No, it should be fine. Anh người Việt hả? What's that? You're Việt, are we out of Vietnamese? Vietnamese, but I speak very little Vietnamese. I'm sorry. Alright, what's up? Wow. Just like that. Đau không? Đau. Đau hả? Rồi, xong rồi. Just wait out there about 10 minutes and you're good wait to go. Wait 10 minutes. Yeah? So thank you. Thank you, guys. Rồi, đi cái đi. Cái này, 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 this way. Thank you, guys. Yeah. 3 weeks later. Bây giờ sẽ đi vô chích thuốc vaccine COVID mũi thứ 2 nha cả nhà. Cái chị này đang đo nhiệt độ cho Khánh My coi có bị nóng sốt hay không nha. Bây giờ chị hỏi Khánh My gì đó. Chị nói là when are you born? Wow, là ngày tháng năm sinh của Khánh My nha. Còn gì nữa? Chị hỏi dạ. Dạ mấy tuổi? Rồi, chị hỏi con là mấy tuổi, cho hỏi con cái gì nữa? Ngồi xuống cái ghế. Đúng rồi, ngồi xuống ghế chờ chị xíu nha. Bây giờ chị ra đây chích vô rồi, cả nhà ơi, con có sợ không? Dạ sợ. Sợ nhiều không? Dạ nhiều. Nhiều hả? Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Wow, Khánh My giỏi quá, Khánh My đâu có khóc đâu. Chích thuốc nó vô cái tay có đau không? Dạ cao. Đau nhiều không? Dạ không. Đúng rồi, vậy các bạn nhỏ cứ chích thuốc đi nha. Nó đau có xíu à, không có đau nhiều lắm đâu. Đừng có sợ. Khánh My 6 tuổi, Khánh My chích 2 mũi rồi nè. Dạ, Khánh My giỏi quá. Cái chị này cho Khánh My một cục kẹo nè. Thank you. Dạ, ơn con ghi cho ba má con nè. Thank you. Bye bye.